Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của Phương nha. Chiều tối hôm nay Phương ghé lại quán bánh xèo nhí miền Tây rau rừng ở địa chỉ 21 đường Đông Bắc quận 12 cô chú anh chị. Hiện tại thì cũng có khách ở trong nhà mới ghé ăn bánh xèo nha. Khách chiều 4 cái bánh đặc biệt 50.000. Hà Anh đang đổ đặc biệt là cả nhà 50.000 là có trứng gà đó nha cả nhà. Đó, đã chưa? 4 con tôm to. Cái mèo về rồi. Sớm có cô chú nào khen bé mèo đeo đo bông hình con mèo dễ thương. Mấy hàng này đổ bánh đặc biệt không ta? Chú kia mấy hàng 4 cái đặc biệt 50.000. Rồi phải lên thêm chảo rồi, phải lên thêm chảo rồi. Nãy giờ đóng bớt chảo rồi cả nha. Ở đây bán lúc 1 giờ trưa cho tới 9 giờ tối nha. Giá là 30.000 là một cái. Đây bé mèo nè. Bé mèo mới đi học về. Bé mèo ăn bà cô chú nha. Dễ thương như chưa. Đây mong hình con mèo luôn. Cái mèo với bé Ken con của thứ ba gửi nhà trẻ cả nha. Gửi nhà trẻ sáng gửi chiều đón về. Hôm nay tôm sú rồi, chiên con tôm nó đỏ heo luôn. Mấy bữa tôm khỏe nó không có đỏ mà. Này đặc biệt nha cả nhà. Con nội phải ra đủ cụ Hà Anh này. Trứng vô, đó, trứng gà. Đặc biệt 40 thì không có trứng nha, 50 mới có trứng nha. Đó. Éo ngậy luôn. Chú kêu kìa Trâm Anh. Đang đổ, đặc biệt đang đổ. Sao không cho cái đồng đỏ nó bể đây. Xay xay. Để luôn, để nguyên đồng đó hả? Đó, để xoay được 50.000 có trứng gà đổ công phu hơn cái này. Thường chưa ăn bánh mà có trứng gà lần nào. Để hôm nào chở vợ bà xã lên ăn thử cái loại bánh này có trứng gà này coi. Đó, chưa chín nữa nè cả nhà. Chú nghĩ chắc nó béo lắm. Có trứng gà vô nữa chắc nó béo lắm luôn. Đẹp. Nãy đổ nó lòng trồng đỏ nó đều ra nó đợi đẹp. Chưa chín đầu lâu lắm mới chín. Có trứng vô chắc cái bánh nó không có được tròn hay không có trứng. Chị Hương với lại chị Thúy phụ à. Sớm giờ không thấy bà nội nha cả nhà. Vô quay cái tủ rau của chú anh chị mình xem. Cách vô. Khách vô đang chờ. Ở trong nhà là khách ăn đặc biệt không đó nha cả nhà. Khách ăn đặc biệt không? Khách ăn đặc biệt không à. Có khách mới vô đó. Đặc biệt thì phải chờ. Còn bánh thường thì có sẵn nè. Đổi cho cô một cái đặc biệt 40 nữa đó mấy hàng.
Đây cái bánh xèo đặc biệt trứng 50.000 chín rồi nè. Chín chưa? Cứ bê vô cho. Hưng 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 bể. Hỏi gì luôn. Nhiều đồ ăn quá nó đổ không? Đúng rồi, đúng rồi. Trứng đặc biệt cho các bạn gia đình đó. Rồi, một cái. Tôi không biết là bốn cái đặc biệt bạn đó ăn hết rồi các nhà. Cái bên kia cũng sắp chín luôn rồi. Con đổ cái này 40 cho con. Con đổ cái này 40 cho coi. Để cô ngồi cô chờ bạn. Bạn kia có rồi. Ê. Giờ phải nhóm thêm một bếp nữa là cho 5 bếp đó nha. Này 40 cho cô đi cô chờ. Cái trứng kia cũng sắp chín rồi đó. Giờ này mới có khách đi ăn nè nha các nhà. Còn sớm nên còn vắng khách. Mới chiên nè. Rồi cái này cho chú luôn đây, hai cái để lên cái nữa là đủ ba cái cho chú. Đây thêm một cái đặc biệt nữa chính rồi nè. Bây giờ này phải lấy dĩa hứng à. Đây nè, đang chiên nè đúng không? Đang chiên đặc biệt 40 cho cô nè, để cô chờ. Đem cái này vô nữa cho bạn nó ăn rồi. Ở kia là 4 cái bánh xèo trứng được. Nói chuyện 2 cái, còn 2 cái nữa. Nói chuyện 2 cái à. Rớt cái đó là đi 2 cái nữa. Ừ, riêng 2 cái nữa. Ok. Đem vô luôn đi cho anh. Đặc biệt trứng á. Trứng à. Ừ, có trứng nữa. Khách đi, khách ăn thêm trứng gà. Chú kêu gì kìa, hỏi coi chú kêu gì, chú mới kêu. Trời ơi, cái này đẹp nè. Còn giá với đậu xanh vô nữa nha cả nhà. Thank you.
trong bàn cũng còn bánh nữa kìa. Giờ này bà nội chưa ra. Sớm bà nội chưa ra, chiều giờ không thấy bà nội. Đây ăn bánh xèo tại chỗ là rau thoải mái nha cả nhà. Ăn hết rồi cứ lấy thêm không sao hết, không có tính tiền. Mấy ngày cận Tết thì đồ nó mắc lắm. Đi chợ rau mua rau là mắc cực kỳ mắc. Tại vì chắc ở đây là bà nội bán lâu rồi, có mối quen người ta giao rau á. Cũng không đến nỗi này. Ghê chưa. Này đổ đặc biệt 50 ngàn cực hơn. Cực hơn đổ cái 40 kìa. Tại vì có trứng vô phải lắc cái chảo cho tròng đỏ nó đều hết cái bánh này. Lắc cho nó đều. Mấy hè đổ được 4 cái rồi. Bên kia 2 cái nữa, bên kia 1 cái, đen cái nữa, 4 cái rồi. Rồi cái này chín cho cô rồi nè. Bánh xèo anh. Thịt với tôm. Một cái thịt không, một cái tôm không hả? Cái bình thường với cái thịt không. Chờ chút nha, để chiên nha. Một cái bình thường với một cái thịt không. Chín rồi đó. Rồi cho cô, cho cô chiên thịt không đi bé Hà, cho chú bé Hà. Ông nội chiên rồi. Nội chiên thịt không quá trời thịt luôn cả nhà. Bình thường 30 ngàn. Nước mắm cay hay không cay anh? Cay ha. Còn 2 cái mà còn. Dạ, cái nữa đi, gói chung luôn. Chú mua 2 cái mà. Đặc biệt trứng. Bận rộn, bận rộn. Quá good, chiên hết 4 cái đặc biệt trứng. Không biết ăn hết 4 cái đặc biệt trứng không. Thấy bánh to quá trời luôn. Quá trời nhân luôn. Nếu mà cái đó phải 2 người ăn. Một người ăn không hết đâu, người ăn ứ hự luôn. Tôi ăn có cái bình thường 30 ngàn thôi đã no rồi. Giao bánh. Hôm sau ăn không hết thì gói mang về. Nghe gì ơi? Bà nội xuất hiện rồi, bán hàng mừng mừng rồi. chưa chừng nào qua đây mới mừng chứ, mới xuất hiện rồi chưa mừng nha. Giờ này tiếng ba đi vô trong chăm hai bé. Quay bạc vô rồi hả ông nội, quay bạc vô. Cho nó sáng sủa. Cho cái bầu không khí nó sáng sủa à. Để cái bạc đây nó hơi tối nè. Chú đang quay phim, Trời ăn hết rồi, bé Hà ăn hết hai cái bé Hà.
Chú tưởng ăn không hết thì ăn hết. À, để chút xíu cho nó giòn mà. Ăn hết rồi, đang hỏi hai cái đâu nữa kìa. Giữ thiệt chứ. Giữ thiệt, ăn nhanh thiệt. Gia đình nó đi 4 người lớn với 2 bé cả nha. Rồi, thêm cái nữa đây. Một cái dĩa đi. Hứng mới được. Đó. Mang vô. Rồi, chị Hương chỉ mang vô đâu. Ba cái đặc biệt trứng rồi đó. Đây sắp một cái sắp xong nữa rồi nè. Rồi, good. Quay cái bạc vô là sáng lên ghê không? Chưa. Đó. Rồi cho quán khác đi. Rồi vậy cứ chiên bình thường. Cái nào là cái tôm? Đó. Ở dưới tôm. Giờ này tối nay là khách đi ăn đông lắm nha. Tối nay cho chú Hà ghé quay. Hôm nay chú Hà ghé sớm, nếu mà chú Hà không đi quay chợ bông. Chú đón vậy thôi chứ chú. Quay đâu? Chú kêu rồi. Lấy rau thêm cho chú. Ăn hết rau là lấy thêm nha cả nhà. Tại chỗ ngon hơn, mình mua về thì không được tiêm rau. Vẫn như ngày hôm qua. Hôm nay không đi quay bông rồi đó. Hôm nay có coi clip của chú Hà không? Có. Chú Hà đi quay bông với quay rồng. Chú Hà đi quay bông. Quay bông với quay rồng. À chú Hà đi quay bưởi nữa. Cứ đi quay bưởi nữa. Quay gì? Bưởi. Bưởi, người ta bán bưởi. Giống hỏi câu hỏi không? Thiệt mà, sáng nay chú có coi mấy đi video của chú Hà. Cái gì? Bưởi. Bưởi ngọt không? Với quay rồng nữa. Năm nay năm rồng mà. Đợi chú Hà quay bưởi dữ chưa? Đề nghị mai mốt là chỗ bán tôm là giao rồi đi lao đi, rửa đi. Đi giao tôm sú nha cả nhà. Phương thấy tôm sú rồi lên hình máy quay quay rõ đẹp quá. À, bà nội ngồi tiếp khách rồi, đứng đổ chút nữa đi. Đeo lòng gì không biết. À mấy chú đó ăn gần xong rồi, mấy chú đó mới nhìn menu. Ngáp rồi ngáp. Dạ.
Mệt chưa? Đứng đưa giờ mệt chưa? Hả? Chú đứng chú quay 2 tiếng thôi mà chú đã mệt rồi, con đứng con chim suốt mà con không mệt. Dữ thiệt. Năng lượng tràn trề. Năng lượng siêu nhân. Dữ thiệt. Hôm nay hình như là học sinh nghỉ học ăn Tết rồi đó cả nhà, không có đi học nữa. Tình nghỉ còn sớm hơn mình. Mình còn phải đi cài cuốc tuần lễ nữa mới được nghỉ. Mà nghỉ ở nhà cũng phải dọn dẹp nhà cửa cả nha. Tết tới chi cho mệt. Bởi vì giờ hỏi mấy người lớn lớn không có mong Tết chút nào. Đang yên đang lành chứ Tết. Đó, khách tới nè. Ôi, vô nhà luôn, vô nhà luôn. Vô nhà, thẳng vô nhà luôn anh ơi. Trời, hôm nay đi ăn tất niên bánh xèo. Hello. Ồ, đoàn này chắc không công ty đi chung quá. Quá đông cả nhà. Ồ giờ này người ta tan làm người ta rủ nhau đi ăn bánh xèo nè. Bà nội ra chiên ơi, cho ông nội vô giữ xe, xe đông quá. Để ship bàn xây lại. Dạ. Thôi trong nhà bận rộn rồi cả nhà ơi. Bận rộn rồi. Phải ra đi. Ra đây cho ông nội vô trong nội sắp đây xe, đây, sắp bàn. Đây ngồi đây hai bàn được nè. Bình thường cũng ngồi đó hai bàn. Rồi ông nội. Ông nội vô sắp xe, sắp địa hình lại rồi. Quá đông quá. Này khách đi ăn bánh xèo. Vô một lượt 7-8 người khách. Đó, nội sắp bàn lại rồi, thấy không? Bố trí lại là có chỗ ngồi liền. Đây, bà nội ra rồi. Đông quá, đông quá. Tại vì giờ này cái tầm 6 giờ trở lên rất là đông khách đấy nha. Chào bà nội. Nè bà nội. Bà nội ra là hả anh là qua bên kia liền. Có chỗ rồi, có chỗ rồi. Đó, đông đúc, đông đúc. Đủ chỗ ngồi. Nóng hổi luôn. Đây này chị thấy hai cái này mới nữa nè. Đó. Vô liền, vô liền. Dễ giận quá. Dễ giận quá. Hai khăn nước. Hỏi coi mấy cô mấy chú uống gì. Trà đá nước ngọt. Đó. Mà mấy cô mấy chú uống gì không? Mấy con chạy bàn. Có trà đá, có nước ngọt cả nhà. Chỉ không có bia thôi, trà đá, nước ngọt, nước suối. Bà nội ra thấy bà nội rồi. Rồi vô nhà sắp xe. Hiện
tại trong nhà còn có hai bàn thôi. Chú Hà tất niên, tất niên công ty, mấy ngày cuối năm là mấy chú hay bận rộn. Cô Hương đang gót trà đá kìa, bưng qua cho mấy cô mấy chú. Đó, bưng qua cho mấy cô mấy chú. Trâm Anh ở trong chạy bàn nha. Bà ở chạy bàn mà cũng lơ là, nhắc nhở bà. Trời luôn. Chiều này chiều tới tối là bán được nha cả nhà. Buổi trưa thì lai rai cái khi bán. Con xì chiên ra quá trời luôn. Đứng lên lấy gì không biết nữa. Cháy rồi. Cháy. Rồi, ăn đây ha. Ăn đây vô trong luôn, ăn đây chạy trong luôn. Vô ăn. Tấp nập. Dồn lại nè bé Trâm. Mấy cái chị thấy? Hai cái bánh thịt. Bánh thịt hả? Phải chiên rồi. Hai cái bánh thịt. Dồn bánh lên không? Lấy cái này dồn qua đây. Ba mươi ngàn.
30.000 một cái. Rồi, cho chú hai cái mang về luôn. Cho xe ra cái nha. Có rau rồi. Đủ. Ăn mạnh thì thêm cái nữa. Vậy thêm rau. Vậy chị lấy thêm rau cho. Đây ba cái rồi.